Còn bây giờ, xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Top sao showbiz được tìm kiếm nhiều nhất quý 1 năm 2023, Tiêu Chiến, Dương Tử rất giá. Thứ hạng của Tiêu Chiến, Dương Tử với Nhất Bác và đặc biệt là Triệu Lệ Diễn đều không cao, danh sách những ngôi sao diễn viên Hoa ngữ. Danh sách những ngôi sao diễn viên Hoa ngữ được tìm kiếm nhiều nhất trong quý 1 năm 2023, tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2023. Đã chính thức được lộ diện về sự góp mặt của nhiều cái tên quen thuộc, đình đám như Châu Kiệt Luân, Lưu Dược Phi, Tiêu Chiến, Địch Lệ Nhiệt Ba với Nhất Bác, Dương Tử. Theo số liệu được thống kê, chỉ tiếng riêng trong tháng 3, ông Hoàng Nhạc Hoa Châu Kiệt Luân là người dẫn đầu bảng với hơn 1,07 triệu lượt tìm kiếm. Theo ngay sau đó là Lưu Dược Phi, Vương Hạc Đệ xếp hạng 2 và 3. Tuy nhiên, nếu tính từ ngày 30 tháng 12 năm 2022 cho tới 31 tháng 1 năm 2023, thì Vương Hạc Đệ lại có phần lấn lướt hơn các tiền bối. Lượng tìm kiếm của sao nam thường làng quyết cực kỳ ổn áp. Ngoài ra, nam diễn viên Cuồng Phong Trung Tụng Văn cũng có tổng số lượt tìm kiếm cực kỳ ấn tượng. Trong tháng 2, con số này thậm chí còn vượt mốc 7 triệu, điều mà ngay cả những ngôi sao lưu lượng, sở hữu lượng fan hùng hậu hiện nay tại làng giải trí Hoa ngữ như Vừa Nhất Bác, Tiêu Chiến, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng đạo không lại. Tiêu Chiến, Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử lần lượt xếp hạng 5, 6 và 7 trên bảng tổng hợp, còn Dương Mịch, Vừa Nhất Bác hay Bạch Lộc, Ngô Thư Hân thì lại đứng ở vị trí khiêm tốn hơn, số lượng tìm kiếm trong tháng 3 hầu như rất thấp, chỉ chạm ngưỡng vài trăm. Song ở thời điểm đầu năm từ ngày 30 tháng 12 năm 2022 đến 30 tháng 1 năm 2023 và trong tháng 2, Dương Mịch lại trội hơn hẳn Dương Tử, Tiêu Chiến. Từ tháng 2 cho đến hết tháng 3, Triệu Lệ Diễn khá im hơi lặng tiếng, thời gian chủ yếu cô sẽ ở trong đoàn phim hoặc tham gia các hoạt động của nhãn hàng, đã vậy cô còn bỏ lỡ mất cơ hội gia tăng sức nóng khi từ chối góp mặt trong đêm hội Weibo 2022, nên số lượng tìm kiếm theo đó cũng giảm đi đáng kể. Top 10 sao Hoa ngữ được tìm kiếm nhiều nhất quý 1 2023. 1. Châu Kiệt Luân. 2. Lưu Dược Phi. 3. Vương Hạc Đệ. 4. Trương Tụng Văn. 5. Tiêu Chiến. 6. Địch Lệ Nhật Ba. 7. Dương Tử. 8. Tiết Chi Khiêm. 9. Dương Mịch. 10. Thái Tử Khôn. 11. Lưu Đức Hoa. 12. Vương Nhất Bác. 13. Bạch Lộc. 14. Ngô Kinh. 15. Ngô Thư Hân. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.